Vâng, xin kính chào quý bà con và các bạn. Thì hôm nay là ngày hôm nay mùng mấy anh nhỉ? Hôm nay là mùng hôm nay là mùng 7 tháng 3 dương lịch. À mùng 7 tháng 4 dương lịch. Thế thì đến hẹn lại hên lên thì các bác các anh ở ngoài Hà Nam thì có đặt tôi cầu chuối thì hôm nay là các anh đến hẹn là bắt đầu lấy rồi. Thì hôm nay các anh lấy cái cầu đầu tiên thì tôi mới phát sóng, thì còn cầu thứ hai thì là của mấy anh ở Nho Quan Ninh Bình. Thế thì bây giờ anh lấy cái cầu 1. Còn cách chia của tôi là như thế này. Đây. Đây, kia đấy, đúng rồi. Đây cách chia anh nắm được chưa? Nắm được rồi. Một đạn là chia đôi song song với thế kia. Vâng. Đấy, cắm mũi chúa vào đây, đây là tôi nhân chạy giống. Đây là cắm mũi chúa vào. Vâng, đấy anh nhấc cái cầu này ra đi. À đây, đây thì chuyển sang này rồi. Đây đây đàn này. Đàn này đây. Vâng, cái đàn này. Đây cho nuôi dưỡng cái đàn này rồi. Đấy. Anh nhấc cái đại anh lấy cái cầu chúa một ra. Không sợ ong không? Không. Không sợ đâu. Đây là cầu chúa. Đây đâu đâu cái cầu chúa. Anh lấy cái cầu thang chúa một nhá. Đấy, này đi. Vâng, cầu 1 đây. Cầu 1 đây nhỉ. Vâng. Đây. Đấy, cầu thang số 1 đấy. Thế là lấy tất cái này vào gì đây thì tất cả đây rồi. À, đây rồi. Đấy, cầu 1 rồi. Cái này mà đến ngày mai mà mới lấy không cẩn thận nó phá hết. À, thế ngày mai, thế ngày nay là lấy được. Ngày rồi. Nay là lấy vừa là vừa tầm. Vừa tầm. Vừa rồi. Đẹp. Vâng. Cái nào bé quá vứt ra. Rồi rồi, cái này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Con cái bé bỏ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39 con. À thế được rồi, thế rồi. Đây, đây cho họ xem cái cầu thứ hai. Cái này là đặt đây chứ? Không, tí nữa anh mang về nhà cắt. Đúng rồi, thế là cầu thứ hai đấy thì. Thế được rồi, đây anh xem cái cầu thứ hai đây này. Lấy cầu này đủ rồi, thế thôi. À cầu này là cầu 3 này. Cầu 3, cầu này cầu 1 đấy gì? Cầu 3 đây, còn cầu 2 nó lại trong này. Cái này là bác mới nhân họ đây gì? À vâng, cái đấy là làm đầu tiên để cho các bác lấy đấy. 20 hôm mấy hôm. Vâng. Bây giờ rũ này xuống nhá. Không không cần rũ, thổi thôi. Thổi à? Đừng rũ là nó hỏng, nó không mang nở đâu. Để tí nữa rũ, tí rũ. Mang về chỗ này. Đấy, rũ đấy là đẹp thế nhỉ. Vâng. Cái này đấy, như thế đều rũ lắm. Rồi. Đây đây anh xem này. Rồi. Cái nhũ này là cái cầu này, cầu thứ hai. Ờ, nhưng mà nhũ đấy to. Ừ, thế cái đều. Nó như nhau cơ, nhũ cầu. Vâng. Cầu này là cầu thứ hai thì là cá nhỏ ngoài ở dưới Ninh Bình lấy. Thế đúng còn rồi. Là anh lấy là lấy cái cầu thứ 1. Cầu 1 đây rồi, cây, cầu 1. Cây đầu tiên rồi đúng rồi, không tôi. Đấy. Cầu thứ 1 thì để ra ngoài rồi. Vâng. Đấy. À thế là bác nghĩ đấy cứ làm phải uốn vậy, đấy phải làm cầu rõ ràng quay vào. Đấy, với là đấy đấy là. Vâng. Thế nhá, bây giờ chỉ cần thế này thổi thổi nhẹ. Thổi nhẹ đấy. Đấy. Nó già thì cũng rũ nhẹ được. À, đấy. Đấy là thổi. Đấy, thì hôm nay cháu Minh vừa có xem được cái cầu chúa này, cháu đang nhắc ngày nay lấy nhưng mà thôi cháu lui lại đến 3 ngày nữa cháu lấy cái cầu 2 nhá. Hôm nay cháu đừng lên nữa nhá, cháu ở dưới Ninh Bình cháu lấy cầu 2 để cháu hẹn lấy cầu này, nhưng mà cầu này nay là hết rồi. Tí nữa là phải gọi điện cho cháu nó. Đúng rồi, phải điện không được. Cháu đang hẹn là cái chúa thần thôi, anh cứ để vậy được, để vậy qua vậy thôi. Mình mưa này thế nhưng mà chia lên là lại nắng lên là vừa. Chứ còn vâng nắng mà chia. Vâng nắng mà chia thì nó gặp mưa là dở, nhưng mà là mưa chia xong lại nó lại mưa lại nắng. Đây như vậy là tiếp tục quay phải dung. Giữ im. Như vậy là đây là chúng ta khi mang vận chuyển chúa đi thì đây là cái hộp nhá. Báo cáo với bà con là chúng ta có một cái hộp ở dưới này làm cái bông. Chúng ta vận chuyển đường dài rất là tốt nhá. Đây các bác mang về máy Nam Hà cho nên là phải cẩn thận. Thì cắt khai thác thì bắt đầu cắt từng mũi một này. Cắt cả đế nhé. Đây lưu ý cắt đế này. Cắt đế thì để nó có cái đế thì mình gắn. Đấy gắn. Một con này. Thế là bỏ luôn đấy. Bỏ luôn đấy. Đấy thế. Vậy là đi mang phải cẩn thận. Vâng. Thế rồi có mang khỏi xúc. Đúng rồi. Thế được. Đấy cắt cả đế thế là về chú gắn cái đấy vào. Vâng. Con này bỏ đi. Con đấy thì xấu quá. Nó mình nhìn nó ngắn hơn nên bỏ. À nó ngắn hơn được. Nhưng cái là cũng được đấy. Đấy trông được đều được, nhau được. Cả con kia đấy. Còn được. Nó như thế. Đây. Đấy, đấy rất đẹp. Có mỗi con kia hỏng thôi, còn cái đều nhau rồi. Đẹp lắm. Em ăn cả câu về thì tốt. Thôi chết rồi, chiên về đây rồi. Con này vứt đi rồi. Con này chiên là vứt đi rồi. Thọc mẹ rồi đấy. Con đấy chiên là không là tịt rồi. Là tịt. Vâng. Chọc ố con. Đấy.
đấy nó lại nó lại nhặt vào đá đây chúng ta nhặt vào đấy nhá. Đây một một con này, hai này, alo, ba này, đường lấy rồi, đường lấy đường quay video đây, đường lấy đây, 6 này, 39 con, cái cầu đấy 39 con. Để bao nhiêu con này con? Cái lấy bao nhiêu con? 8, 9 này. Không để lại được. 10. Chắc. 1, 2. Ừ, thế thì... 10, 3. Ở sau thì bảo lấy 4 con. Bao nhiêu được mà? Lấy bao nhiêu cũng được mà. Bao nhiêu được không cần. 10 con được, 5 con đấy. Được. Dạ. Cái lấy bây giờ bao nhiêu được, bảo lấy bao nhiêu đều để cắt lại, để lại. 10, 4. Tất cả. 10, 5. 10, 6. Ôi, nên bảo lấy 20 con được ạ? Vâng. Được rồi. Ừ, 20 con. 17 tí nữa gọi cháu Vinh lên lấy. Ừ, thế rồi. 18. Ừ, thế rồi, ừ, lấy 20 con. Thế một đoạn vào lấy 40 con. 19. Ừ, thôi. Thì cho thêm là sao? 20. Được rồi, lấy 20 con được, ừ, 20 con. 21. Cho thêm, cho thêm lấy tiền. 20 con được, 22. Vậy thôi, ông lấy bẻ ông vứt đi à? Cho thêm mà. Cho thêm đi ông bẻ không có được thôi, vậy thôi. Ông đưa cắt cẩn thận rồi, bảo có phải cầu gắn được rồi. 20 con được rồi, ừ, thế được. Đây 25 con thì tính có 20 con thôi. Về cho cái con nó hỏng đấy, tôi cho. Đấy, tư bảo thế, tôi bảo lấy thế, ông nội bảo thế này lại bảo lấy 20 con. Không được rồi, tí nữa là có người Ninh Bình lấy. Không được rồi, thế thôi. Không sao. Thế mới bảo đây, hộ, thì ông đưa, ông bỏ lấy 4 con này lại bỏ lấy 25 con cả. Không, có được gì đâu. 20 con, thế được rồi, thế rồi. Chẳng gì cả, đây là, đây là 25 con. Vâng, vâng. 25 thế con. Về cho nó thừa đi. Thừa đi. Thoải mái mà. Thoải mái. Thì cũng chỉ lấy tiền này, năm nay ông làm được sang năm nó lại mua, thằng này nó làm mua nó không lắm, cũng làm thằng này nó nuôi nhiều, thằng kia nó đương nhân nhiều. Toàn sơn nó nọ ông quay được 4 lít à? Đây đây ba tổ được 4 cân, cái ăn 5 lít thì cân hẳn nó là 4 cân. Toàn là 17 tổ của nó là nó chơi được 17 chai, 17 chai kia nó cũng nhiều. Đây nó không phải lít. Thôi 20 mấy ông không, lấy gì? Hai con kia lại ra. Hai con lại. Cho hai con đẹp thẳng luôn đi. Đông đẹp thế. Đẹp luôn. Con này sắp nở rồi. Hai con đẹp luôn. Đấy ông mà vứt đi. Đấy ông ấy, đấy ông. Con này. Cái này cái đầu đen này không được này. Đầu đen bỏ luôn. Đúng rồi, cái đầu đen là bỏ đi luôn. Vô về nói chứ. Con này là ông về cái này thì ông có thùng thì ông có san ra mỗi tổ một thùng cầu thì có thùng đến mùa hè là ông lấy mật thoải mái. Nhưng mà hôm qua cái thùng kia mới gì ông bảo... nghe cái ông Ninh nhưng mà nghe ông nghĩ làm gì cái thằng nào nên là cái mùa này thì... cái thằng nào đấy thì bảo là để nửa tháng nó quay mật nhãn thế thì nửa tháng hết mưa cũ mà nó bảo nó bằng dính không có dính là cơ hội chưa dính. Ngài gắn cho ông về đã, cho ông dối lên, từ từ đã. Cho ông về con này. Ông về đi đâu? Về về nó mời nó gắn này, nó gắn xong nó đi đâu? À thế à, nó biết rồi. Đấy thì nó nhanh về muộn giờ. Nó vừa điện thôi này, mấy trăm tôi lại điện. Cái 15.000 con này mà. Thì hai con là. Hai con 300. Gắn ít thôi, gắn nhiều vâng có đẹp đấy. Gắn nhiều quá con nào, vậy. Con nào thừa cho vào lòng dự phòng, nó nở đây lại nở, ấy sao ông ta không biết làm. Toàn biết làm. Và cái con thừa, thì nó đưa vào lòng. Không có à, không được à, cái đấy không được à. Đây này. Có. Nên ông cầm thêm lấy tư bóng. Gắn rồi. Tiếp đi kia gấp tôi đi thì gấp thì không lúc xuống sợ rồi, cú lên không sợ. Nhưng xuống gấp đằng kia. Xuống nó trơn. Dốc đằng kia rồi. Đấy dốc rồi ấy chứ cần dốc xuống thì mỗi dốc xuống thì à lúc lên thì dốc đằng kia dốc rồi ấy rồi xi măng không sợ rồi mới trơn. Đi ra trong toàn gì? Đi ra đấy thì nhìn thấy dốc hại quá thì lại lộn lại. Đấy cái chỗ chạy gà đó. Chạy gà. Đấy thế cho cái túi bóng rất là sách. Ông vậy ông dặn cẩn thận đúng không? Ông cái hộp cẩn ở tôi mang hộp rõ ràng chứ không ông không sợ. Như thế là đi đảm bảo rồi mày gì? Cho như thế là không gì gì. Công ở nhà công cũng bảo cẩn thận lắm. Vâng như vậy là các bác ở Hà Nam mà các bác mới vừa khai thác 30 con rồi thế còn hơn chục con này nữa thì tí nữa cháu Minh ở dưới Ninh Bình nó lên nó lấy thì tôi lại đưa vào đây đã. Thì ngày nay cái cầu chúa này là
đến ngày mai ngày kia nó nở hết rồi. Thì chúng ta phải khai thác ngày hôm nay, không là để lại thì nó ngày mai là nó sẽ nở, là nó vào cái cầu chúa bên trong là nó phá hết, thì chúng ta ngày nay nội nhật ngày nay phải khai thác hết cái này nhá. Thì tí nữa Châu Minh ở dưới Tam Điệp Ninh Bình sẽ lên lấy nốt, thì khai thác nốt. Đây còn cái cầu chúa lúc nãy anh em ở Hà Nam lấy, các bác lấy rồi thì giờ đến lượt cháu lấy đi. Đây, Châu Minh ở Tam Điệp. Đây, Châu Minh chào bà con cái xong rồi lấy. Chào bà con nhá. Ừ, đây Châu Minh ở dưới Tam Điệp thì cũng đặt cái cầu chúa này hôm nay. Cháu cũng lấy, hôm nãy các ông Hà Nam lấy rồi. Thế thì bây giờ còn cái cầu chúa một chú làm trước đấy. Ừ. Còn cái cầu chúa xong thì là trong thì ngày Tây. Đây. Cho lấy cầu ngoài. Cầu ngoài đấy còn mấy quần cho lấy nút. Đấy. Hàng dưới đấy, hai hàng trên cũng cắt hết rồi. Còn đây là hai cầu chúa nữa, đây cho ngó qua cái cầu chúa này biết này. Quần đồng chú nhá. Ba cầu đấy, chú tập trung lại rút lấy, còn có hai cầu để làm chúa. À. Cầu này là cách mấy ngày nữa thì khai thác tiếp này. Cầu sau này. Chú đẹp nhỉ. Ừ, cầu sau đấy. Đấy, cầu sau. Đấy, cầu sau khi cầu kia nó vít nắp. Cái cầu 1 vít nắp và chú di trùng cầu 2. Chú đấy. To đẹp. Đấy, ở Hà Tây lấy. Giờ cho cháu cái cầu... Cái cầu 1 kia về có con nào lấy hết thì được. Đấy, đàn 3 cầu chú rút đi. 2 cầu nuôi chúa thôi. Lắm mặt lắm chú ạ. Ừ. Nuôi dưỡng, đàn nuôi dưỡng vẫn phải non đi. Đấy. Rồi cho thổi cái cầu ấy đi. Thổi cái cầu tí nữa mang cái cầu chú vào nhà lấy. Đốt không? Cái này đến mai nó nở mà không khai thác là nó sẽ nở, nó cắn hết. Đen hết rồi. Đen hết rồi. Đấy. Đây. Đây là cho mang về nhà cho lấy cái dao cắt. Mang hẳn về nhà. Bây giờ cầu chúa là khai thác hết nhá. Chào quý bà con và các bạn. Chúng ta thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ bình luận phía dưới nhá. Chào còn, bà con nhá. Xin chào bà con. Lấy xong là mang về dưới Ninh Bình để thay... Lấy giống thay chúa. Xong rồi, cứ đậy để đây, chiều chú đậy.